Chào mừng quý bà con đã trở lại video tiếp theo của Trung tâm Cây Giống. Ngày hôm nay Ly chia sẻ cho quý bà con chúng ta về cây táo Thái nha. Trước màn hình quý bà con chúng ta, đây là những cái lô táo Thái nè, bên Ly đang nuôi dưỡng lại để cùng chia sẻ cho quý bà con chúng ta ha. Trồng táo Thái thì chỉ trong vòng là từ 4 tháng đến 6 tháng thì bắt đầu ra trái rồi. Tuy nhiên quý bà con chúng ta lấy cái giống từ Trung tâm Cây Giống đem về thì có những cái cây nó đang ra hoa và có những cái cây nó đang cho trái sẵn luôn nha. Táo Thái thì ăn nó cũng khá là ngon, nó giòn giòn, chua chua, ngọt ngọt ha. Thì trong ruột thì ăn nó sẽ ít nhớt hơn loại táo thường nha bà con. Đây là những cái lô cây táo Thái nè. Cây nào nó cũng đang hoa hết. Khi mà nó ra hoa giống như vậy mà khi nó tượng thành trái thì nó tầm khoảng là từ 20 ngày thôi nha bà con, là nó sẽ tượng thành trái con rồi, cho trái rất là sớm luôn. Cây chúng ta cũng có thể là trồng chậu được nè, trồng thùng xốp hoặc là trồng ở trên cái bồn, chúng ta xây cái bồn chúng ta trồng ha. Trồng đất thì nó sẽ phát triển nhanh hơn đó nha bà con. Táo Thái thì nó rất là ít gai, nó ít gai hơn là cây táo dại nha. Nó cũng có, hầu như là nó có nhưng mà nó tỷ lệ nó rất là ít, có những cây nó không có luôn ha bà con. Thể loại là cây ghép nên chúng ta trồng nó rất là sớm cho trái. Cô chú anh chị cũng có thể là phát triển để trồng kinh tế nữa nha. Táo Thái thì có lúc dao động thì từ 10.000, có lúc thì dao động lên tới 30.000 trên 1 kg, mà trọng lượng trái thì nó cũng khá là to đó. Nó tầm khoảng là từ 20 trái là nó sẽ vô thành 1 kg rồi đó. Còn đây cây giống đây, đây sẽ nhóm ra một cây cho quý bà con chúng ta dễ xem nè. Đó, một cây táo Thái giống như vậy. Giá bán của bên Trung tâm Cây Giống là 80.000 trên một cây, là chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Đó, cây rất là đẹp ha bà con. Đó, nuôi dưỡng hết rồi. Nuôi trong cái chậu đen đen. Đen đen chậu này là chậu C10 nha. Thì bên Ly còn số lượng rất là nhiều nè. Giống như cái khu này nè, còn rất là nhiều. Số lượng là còn khoảng hơn 1.000 cây, không riêng bên đây đâu, còn bên khu bên kia nữa nè. Để quay cái khu bên đây cho quý bà con chúng ta xem trước đi ha. Trồng táo thì chúng ta cũng có thể là để vàng cho bằng này bò ha bà con, làm vàng cho bằng này bò. Có nhiều mô hình đó, người ta sẽ trồng khu du lịch đó, cho khách tham quan. Vô vé là 30.000 một vé, còn bán trái thì là 30.000 trên 1 kg ha bà con. Đây cũng là lô táo Thái đây nè. Táo thì bên Trung tâm Cây Giống nuôi hết đợt này thì sẽ nuôi tới đợt tiếp theo, còn ở dưới đây nữa. Khu này cũng khá là rộng đây ha bà con. Đó. Trong đây nữa nè. Táo Thái thì rất là nhiều. 80.000 trên một cây nha. Là chưa bao gồm phí vận chuyển, cây nào nó cũng đang hoa hết nha bà con. Còn chiều cao của cây táo á, thì nó cao khoảng là khoảng 2 gang tay nha, tức là 40 cm ha bà con. Quý bà con chúng ta ướn cái tay vào, từ cái miệng chậu đi lên thì nó cao khoảng 2 gang tay giống như vậy nè. Đó, là cây táo Thái mà Ly chia sẻ cho quý bà con chúng ta, giá bán là 80.000 ha. Cô chú anh chị nào chúng ta thích trồng chậu nè, trồng vườn, trồng cây nhanh trái thì chúng ta cũng có thể tham khảo về giống táo Thái này nha. Còn ngày hôm nay Ly chia sẻ về cây táo, cô chú anh chị chúng ta mà cần liên hệ mua giống thì cứ việc gọi 2 số điện thoại hiện trên màn hình ha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.